Kim xin chào tất cả các anh cầu thủ đã đến với video 1402 của shop em nha các anh. Và đây là video buổi sáng cuối tuần nha. Hôm nay thì có cần ISO này, cần lục bền, rồi cần lua hai khúc. Nói chung là cần rất là đẹp các anh. Có cặp Dawa Kenzaki 2m1 và 2m4. Các anh có nhu cầu mình vừa câu vừa sưu tầm thì mình có thể tham khảo nha. Và cần câu tay 7m2 này, cần đọt to, câu săn hàng. Và cuối video sẽ là cần 3 khúc câu lục xa bờ hàng cứng AX cứng 35 nha các anh. Và giá bên em báo sẽ chưa có bao gồm phí ship mỗi đơn cần là 40.000. Còn đơn máy câu, đơn phụ kiện thì vẫn như cũ 30.000 một đơn ạ. Và mình đặt từ 2 sản phẩm trở lên, nhưng mà chỉ tính cần hoặc là máy nha các anh. 2 sản phẩm trở lên thanh toán trước thì bên em sẽ miễn phí ship cho mình. Còn những đơn phụ kiện vẫn như cũ trên 500 mới miễn ship nha các anh. Số điện thoại để chốt đơn thì có ghi ở bên góc trái màn hình này là 0982437343. Các anh vui lòng liên hệ để chốt đơn nha. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh là một cây cần câu lưu máy đứng có chiều dài là 2m28 ạ. Dòng cần Shimano Airbrite nha các anh. Shimano Airbrite 2m28. Dàn khuyên thì nó sử dụng là khuyên Fuji loại sứ đen và phôi cần carbon xoắn từ ngọn xuống luôn nha. Xoắn tiếp từ trên ngọn xuống luôn, 2m28, cứng tầm là M. Tải mồi sẽ từ 7 cho đến 30g và bát sử dụng là dạng bát C4 cộng, bát vặn ạ. Bát C4 cộng, bát vặn. Còn cái phần cán tay cầm này là dạng cán bóng chày nha các anh. Cán bóng chày cầm rất đầm tay, rất đẹp nha. Khuyên Fuji, loại sứ đen, khuyên bát là C4 cộng, bát vặn 2m28 ạ. Con có thể lưu cá lóc này, cá chẽm, hồng mú, câu cá leo, cá sột, nói chung là đa dạng nha các anh. Câu đa dạng. M thì không cứng cũng không có quá mềm nha, khi mà dòng cá thì nó vẫn có cảm giác nha các anh. Và thông số ngọn là 1.7 ly, trọng lượng của cây cần lua này là 125g. Mã cần câu số 1 nha, mã số 1, tặng kèm thêm cho các anh một cái túi luôn nha. Là mã số 1 này có giá là 700.000, mã số 1 giá 700 ạ. Tiếp theo mã số 2 sẽ là một cây cần câu lua của Yamaga nha các anh. Dòng cần Yamaga Blank và chiều dài của cây này nó là 3m, độ cứng MH ạ. Câu nhái hơi, nhái thật đều được hết nha. Với lại dòng này á, đọt nó to, độ cứng cao, phôi dày. Chuyên câu gần biển nè các anh. Gần biển thì cực kỳ hiệu quả luôn, nó chịu lực rất là tốt. Hoặc là các anh câu đầm đìa những cái chỗ mà nó vướng, nó nhiều bèo á, cây này đọt to kéo ra nó khỏe lắm nha. 3m MH. Và thông số ngọn cần sẽ là 2.3 ly nha các anh. 2.3 ly, carbon xoắn tiếp từ ngọn xuống luôn nha. Xoắn tiếp từ ngọn xuống luôn. Cần rất đẹp các anh. Nhận hàng kiểm tra là mình biết ngay chất lượng ạ. Cầm cây cần trên tay không hề phỏng phao luôn nha các anh. Rất là chắc tay. Khuyên nè, xứ xích, chân khuyên là chân gôn ạ. Xoắn từ ngọn xuống và bát là bát chính hãng Yamaga. Cánh tay cầm, cánh mút ạ. Cầm cái mút. Phôi lỏng dày lắm nha các anh. Phôi dày cực kỳ và đọt sẽ là 2.3 ly. Cái này nó có trọng lượng là 228g ạ. 228g, mã cần câu số 2, giá sẽ là 1.650.000 nha các anh. 1.650.000. Giá này giá cực kỳ mềm để các anh trải nghiệm nha. Còn bình thường những cái dòng xoắn nhít hai da hàng như này là toàn 1.8, 1.9 trở lên hết nha các anh. Giá này giá rất là mềm để các anh câu trải nghiệm này. Yamaga 3m ạ. Mã số 2 1.650.000. Tiếp theo mã số 3. Số 3 thì giờ sẽ qua lưỡi câu nha các anh. Lưỡi câu đơn đài này, câu cá rô phi, cá chép, cá giết nha. Kích thước chiều dài sẽ là 2 ô ly vỡ nha các anh. Mình muốn biết cái kích thước thực tế á, thì các anh cứ nhìn trên cái vỏ ô ly giùm em nha. Mình nhìn trên cái vỏ ô ly á, dài của nó là gần 2 ô, còn chiều rộng sẽ là 1 ô ạ. Rộng 1 ô. Đầu rất là sắc bén nè các anh, đầu nhọn, form thẳng đứng như này. Khi mà chạm cá là nhảy cực kỳ luôn các anh, với lại nó giữ cá tốt nha. Có cái lỗ sọ cước này. Có lỗ sọ cước có ngạnh. Một vỉ như này là em có 10 lưỡi bên trong nha các anh. Một vỉ là 10 lưỡi, lưỡi câu đơn đài. Và một combo là 6 vỉ tất cả ạ. Có mã số 3 giá 99.000, mã số 3 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 4 nha các anh. Số 4 là dòng lưỡi để câu cá chim nha. Lưỡi câu cá chim. Cái lưỡi này kích thước chiều, cái bề ngang của nó các anh, cái chiều rộng á là nó làm được 1 ô ly vỡ. Còn về chiều dài thì nó sẽ được 3 ô nha. Dài 3 ô, còn chiều rộng là 1 ô ạ. Form lưỡi cũng thẳng đứng như này luôn nè. Nhảy cá lắm các anh, nhảy cực kỳ. Có ngạnh ở đây ạ.
riêng câu cá chim hiệu quả nha, vì nó sẽ hạn chế cái tình trạng mà cá nó cắn cước cắn thẻo của mình nha các. Một vỉ thì có 15 lưỡi bên trong và một combo thì được 6 vỉ tất cả ạ. Một combo 6 vỉ mã số 4 có giá 99.000, combo 6 vỉ mã số 4 99.000 ạ. Tiếp theo mã số 5, số 5 dòng lưỡi này là chuyên câu chép dịch vụ nha các. Chuyên câu chép dịch vụ luôn nha các, chép dịch vụ 4 đến 6 kg thoải mái này. Câu rất là nhạy cá nha. Rất nhạy cá, với lại lưỡi này á nó sử dụng thép không rỉ. Là dùng ok lắm các, thân lưỡi dài hạn chế tình trạng bị quát lưỡi. Và kích thước chiều dài thì nó sẽ là 2.5 ô, còn chiều rộng là hơn 1.5 ô, gần 2 ô lận các. Chiều rộng nó gần 2 ô. Một combo một vỉ như này là em có 10 lưỡi nè, và một combo là 6 vỉ, tổng cộng 60 lưỡi, có mã số 5 nha. Mã số 5 giá là 99.000, mã số 5 giá 99.000 ạ. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì em có dòng cước Mỹ nè các, cước Mỹ 0.40mm tương đương với size 6 chấm ạ. Mua một tặng một nha. Các muốn lấy size nào cứ báo em, có size 6 chấm và size 7 chấm. Có size 6 và size số 7 nha các. Đó, mình lấy size nào thì cứ báo em. 0.40 và 0.45. Cái sợi cước là sợi màu đỏ nè các, rất là dai. Với lại nó đàn hồi tốt, chịu lực tải tốt lắm, chịu lực tải tới tận là 17.5 kg này. Còn cuộn kia là tải gần 22 kg lần canh, lực kéo lực tải cao nha, lực tải cao. Và đây là mã số 6, giá 120.000, mua một tặng một ạ. Mã số 6 nha, 120. Tiếp theo mã số 7. Tiếp theo số 7 là máy câu của Abu nha canh, máy câu Abu Garcia. Và máy này cái size thực của nó size tầm 4.000 cho mình nha, size thực tầm 4.000 này. Đảo chiều tay quay là đều được hết, với lại cấu tạo thân sẽ là carbon, còn cái phần cối là cối kim loại nha các, thân carbon còn cối là kim loại này. Nấm tay cầm đây đẹp nha, Abu Garcia ạ, size 4.000. 4.000 thì canh câu ngâm lăng xê này, ngâm lăng xê lục bền lục đầu cần đều ok hết các. À, nói chung là đa dạng lắm, tùy nhu cầu sử dụng của các anh nha. Có fan bed này, với lại cái màu nước sơn của nó là màu đen nhám toàn thân luôn, còn rất là sáng, đen nhám toàn thân ạ. Và máy câu này sẽ có mã số 7 nha các anh, mã số 7 686.000 máy này nha, 686.000 máy câu mã số 7 ạ. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 là con máy câu dòng TA nha các anh, TA 5.000, size thuộc của máy là size 5.000 luôn. Cái phong thì nó làm rất là gọn nhẹ, giống như những con máy đời mới bây giờ nha các anh. Nhờ cái cối này, quan trọng là cái độ sâu của cái cối này là đựng đủ cước, đủ sâu để đựng cước, size 5.000 cho các anh nha. TA 5.000, vòng tua 5.2 ạ. Gai cước, con lăng đều còn hoạt động tốt hết, với lại nó hoạt động nó sẽ có chốt chặn một chiều này, có chốt chặn một chiều. Và mình câu tay qua bên trái hoặc bên phải vẫn được nha các, nó có thể đảo chiều được, đảo chiều tay quay được, chạy tới tận 8 bạc đạn hỗ trợ tải cá rất là khỏe luôn. Và máy này có mã số là số 8 nha các, mã máy câu số 8 giá là 350.000, mã máy câu số 8 350.000. Tiếp theo số 9 là dòng cước Yoyuri nha các, Yoyuri 2 bớt, và cước này size của nó tới tận 9.5 lần canh, cước size to 9.5 nha, hàng nội địa Nhật, made in Japan ạ, made in Japan. Và một cuộn như này á, là tới tận 549 m giây luôn nha, cuộn này nhiều lắm canh, một cuộn tới tận 549 m giây, sợi to này, câu biển săn hàng Yoyuri made in Japan ạ, cước size to để câu săn hàng cá lớn nha canh. Về lực kéo tỉnh của nó là đã 13 kg nha các anh, 13 kg là lực tải tỉnh rồi, chưa tính là nếu các anh dòng cá dưới nước thì 30-40 kg là vô tư thoải mái nha, thì tải tỉnh đã 13 kg này. Cuộn này tới tận 549 m giây, giá chỉ 250.000, mã số 9 250.000 nha các anh. Và tiếp theo số 10. Số 10 là em có cái dòng lưỡi câu cá của BVLC nha. Thì một combo như này là em có hai size này, size số 10 và size số 11 ạ. Size số 10 và size số 11, và nó chia thành từng cái hộp nhỏ như này. À, chia thành từng hộp nhỏ như này.
mình đi câu á, mỗi lần đi câu thì lấy một hộp đem theo rất là tiện lợi nha các anh, rất tiện luôn. Có hai size 10 và 11. Kích thước khi mà đặt trên vỏ ly nó sẽ là 3.5 và 4 mô ly vỡ nha các anh. Size 10 là 3.5, size 11 là 4 mô. Size 11 là 4 mô. Thân dày dặn chắc chắn này, có lỗ xỏ cước ạ. Với lại lưỡi có ngạn luôn nha các anh. Có lỗ xỏ cước có ngạn. Combo 2 size. Và một combo như này á thì có là hơn 300 lưỡi câu luôn nha. 10 hộp như này là hơn 300 lưỡi câu cho mình. Có mã số 10 giá là 99.000, mã số 10 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 11. 11 là một cây cần câu lua hàng UL nha các anh, mới ken luôn, chưa qua sử dụng nha. Cái phần bắt máy của nó là nó vẫn còn nguyên siêu luôn, chưa bóc ra. Đây là cần phù hợp chưa qua sử dụng này. Có hộp zin, có cái túi ở bên trong đi kèm, với lại còn nguyên cả tem ở trên thân cần đây các. Với lại cây này khoen đẹp lắm, khoen là sử dụng khoen xứ xích nha các. Cần lua UL, cần máy đứng của hãng AB nha, AB Special, và bản này là bản Hàn Quốc sản xuất ạ. Hàn Quốc sản xuất. Hàm lượng carbon của nó là tới 95% rồi nha các anh. Chiều dài là 1m8, độ cứng UL, ngọn là 1.5 ly, trọng lượng sẽ là 70g nha. Trọng lượng 70g, Hàn Quốc xuất Nhật. Tải mồi từ 2 cho đến 10g, còn tải cá sẽ từ 2 cho đến 6 lb nha các anh. 6 lb. Hàng UL đẹp nè các anh. UL đẹp, vừa câu vừa sưu tầm luôn, mới ken à, chưa qua sử dụng đâu nha. Hay chưa qua sử dụng là độ mới cao lắm các anh. AB Special. Bát máy vẫn còn nguyên siêu luôn. Phôi là carbon. Carbon xoắn tiếp toàn thân như này, xoắn cực kỳ đẹp ạ. Khoen hai chân Fuji loại xứ xích. 1m8 UL, ngọn là 1.5 ly. Trọng lượng của cần là 70g nha các anh. Cái đầu alo của nó là đầu alo Fuji Six nè, môi chè chống xoắn dây cho mình luôn nha. Fuji Six môi chè chống xoắn dây. Và cái này sẽ có mã số là số 11 nha các anh. Mã cần câu số 11, 1.250.000. 1.250 cái này nha, mã số 11 ạ, 1.250. Tiếp theo bây giờ sẽ là những cây cần bên dưới ạ. Đầu tiên thì có cây cần tay phít nha các anh. Cần tay phít. Cái này thì nó sẽ có tổng cộng là 3 lóng. Cần này là ISO nha các anh, ISO phít và đã hạ xuống làm cần tay. Để tăng gãy rô giết hoặc là câu đơn đài thì mình tham khảo mấy cái này nha. Rô giết hoặc câu đơn đài thì khá là phù hợp đây ạ. Chiều dài của cây này nó là 2m4 nè các anh. 2m4 đọt siêu nãy luôn. Cây này cứng được 3.5h. 2m4 siêu nãy. Mã 1 nha, mã 1 2m4 full fit ạ. Có giá là 180.000 cây này, 180.000 mã còn câu số 1. 2m4 3.5h. Và tiếp theo mã số 2. Số 2. Cây này đọt to nè các anh, đọt hiện tại phải ly 8 nha. Tầm ly 8. Còn hiện tại tầm ly 8 ạ. Và chiều dài của cần. Chiều dài của cái này nó sẽ là 3m. 3m cho các. Chiều dài 3m ra thẳng tắp luôn. Cái này cứng 4-5h, hàng vừa cứng. Vừa cứng nha, 4-5h, đọt to, đọt 1 ly 8. Mã số 2 giá còn 180.000. Mã số 2 180.000 cái này ạ. Còn câu tay phục còn ISO fit hạ tay xuống nha. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 cây này thì chiều dài thực tế hiện tại còn là 3m1 nha các anh. 3m1. Cần đa qua full fit đỏ ạ. Đọt là 0.9 ly này. Đọt 0.9 ly. Full fit đỏ nha các anh. Nảy lắm nha, nảy cực kỳ tốt luôn. Cây này cũng hàng 3.5h cho mình ạ. 3.5h. Siêu nãy. Mã số 3 cây này sẽ có giá là 199.000, 199.000 cây cần câu mã số 3. ISO fit đỏ, hạ tay đẹp nha. Và tiếp theo số 4. ISO carbon ạ. Cần ISO carbon Century Sub Hunter, chiều dài cần sẽ là 3m cho mình nha. Chiều dài 3m và cây này nó là hàng Korea xuất thị trường Nhật này, hãng Olympic ạ. Khoen bát sử dụng toàn bộ là Fuji hết.
khoen Fuji, bắp Fuji, bốn lóng và hai khoen chạy ạ. Bốn lóng, hai khoen chạy. Khoen Fuji loại xứ xám. Nước sơn sẽ là màu màu bạc như này nha các. Nước sơn màu bạc như này. Ngọn nổi cực kỳ tốt luôn. Và thông số ngọn cần sẽ là ngọn mà các nguồn tí. Cái này ngọn cần là ngọn 2 ly 4 nha các. Ngọn 2.4 ly, độ cứng tầm là 20-25 nha. Không có mềm đâu các, không mềm yên tâm. Cứng 20-25 cho mình ạ. Đọt 2 ly 4 trọng lượng là 274g. Mã số 4 giá 500.000. Mã số 4 còn ISO 3m 500.000 ạ. Tiếp theo số 5. Số 5 em thấy độ mới cây này ok nè các. Cũng Olympic luôn, Century. Dài 2m4 ạ. 2m4, Mamiya OB Hàn Quốc sản xuất. 3 lóng, 2 cái khoen chạy. Khoen cũng là Fuji, loại xứ xám ạ. Khoen cũng là Fuji xứ xám luôn. Nước sơn màu bạc đẹp ạ. Bạc đẹp nha các. 2m4 và cái này thì nó cứng tầm là 20 nha. Độ cứng tầm 20 cho mình, nãy rất là tốt. Đọt 2 ly 3, trọng lượng 130g. Cái này mình vừa ngâm nhẹ nè các, ngâm nhẹ câu lăng xê hoặc là canh đánh lu nha. Còn lu rút như này rất là tiện lợi, mình đem theo di chuyển nè. Nó không còn cần như còn 2 khúc. Có thể lu được. Mã số 5 nha các, mã số 5 sẽ có giá là 500.000, độ mới cao. Mã số 5 24 500.000 hình carbon ạ. Và tiếp theo mã số 3. Tiếp theo là mã số 6 nha các. Số 6 một cây cần câu tay dòng Gold Feeling dài 6m3 nha. 6m3 cán tay cầm cũng chỉ này. Cái này bản này nó cứng đều các anh, ra thẳng lắm. Ra thẳng cực kỳ luôn, đọt là 1 ly ạ. Đọt 1 ly cần ra cực kỳ thẳng. 6m3 thì thường nó sẽ có 7 lóng đi kèm nha các anh. 7 lóng, không có bằng xoắn nổi. Chỉ có cái màu nước sơn là nó hơi đi theo năm tháng thôi. Hàng nhập bãi rồi, hàng nhập bãi đậu hàng sử dụng nên là không có tránh khỏi được ạ. Và quan trọng là cần ra nó thẳng tưng à. Cái này hàng cũng 4H nha các anh, 4H trở lên. Thẳng lắm. Độ cứng 4H. Thông số ngọn là 1 ly và trọng lượng của cây cần này là 274g nha các anh. 274g, mã số 6, giá cần sẽ là 790.000, 790.000 cần 6m3 bản cứng đều cho mình ạ. 790.000 cái này, mã số 6. Và tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì có cây ISO carbon hàng khoen bé nha các anh, của NFT. ISO carbon khoen bé NFT dòng carbon custom, chiều dài 6m3, 7 lóng và độ cứng của cần sẽ là độ cứng 3 ạ. Độ cứng 3, dàn khoen Fuji loại xứ xám. 7 lóng và 4 cái khoen chạy nha các anh. 4 khoen chạy. Dài 6m3 và độ cứng 3 thì ra còn thẳng thấp rồi các anh. Cái này nếu mà hạ tay trên 4H ạ. Hạ tay trên 4H. Cứng 3 rất là ít. Hàng về nha. Của NFT luôn, ngon lành ạ. Đọt là 1 ly 6 trọng lượng 390g. Và cái này có mã số 9 à, mã số 8 trước. Em nhầm, số 8 trước nha các. Số 8 là giá của cây cần này là 720.000. Mã cần câu số 8 có giá là 720.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 9 nha các. Số 9 sẽ là một cây hàng carbon khoen lớn nha. Hàng carbon khoen lớn. Và cây này nó sẽ có chiều dài, chiều dài thực tế đo là 5m1 nha các. Hàng nhập bãi nên là về thực tế như nào thì em sẽ báo như vậy nè. Chiều dài thực tế là 5m1. Còn cái dàn khoen á, toàn bộ là Fuji xứ xám hết cho mình nha. Khoen Fuji loại xứ xám. Cái này đọt hiện tại to nha các. Đọt hiện tại to. Chiều dài 5m1, đọt tới tận 2.7 ly. Độ cứng là hiện tại là cứng 5 luôn nha. Hiện tại là cứng 5 luôn. Nếu mà hạ tay thì cây này được 5H trở lên ạ. Hạ tay là trên 5H nha các. Dàn khoen Fuji loại xứ xám toàn bộ và bát cũng là bát Fuji. Độ mới nước sơn của cần còn tầm 85% ạ. 85% cũng có chân chiến, có xước xác nha các. Hàng bãi không tránh khỏi được này. Cái này tổng cộng là
5 lóng với lại 5 cái khoen chạy, khoen bát Fuji ngon lành đòn 2.7, là 2.7 ly, và cái này có mã số là số 9 nha các anh, mã cần câu số 9, giá là 1.250.000 nha. Mã cần số 9 có giá là 1.250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 10. Số 10 là một cây Simat 3m9 độ cứng 30 nha các anh. 3m9 cứng 30, cây còn câu lục hàng carbon của Techy Enjoy. Techy Enjoy này là của Hàn Quốc sản xuất ạ. Và 3m9 cứng 30 cứng CX này. Cứng CX. Cái này chinh chiến quá nhiều luôn canh, nhưng mà phôi lóng là chưa có hề hấn gì hết nha, chứng tỏ phôi rất là ok, hàng chất lượng. Phôi lóng dày nè, đòn to, độ cứng cao. Đòn của cái này tới tận 2 ly 9, còn trọng lượng là 427g, 427g, đòn tận 2 ly 9 nha. Hàng cứng xế cho mình ạ. Và mã cần câu số 10. Mã số 10 giá cần là 590.000. Mã cần câu số 10 giá là 590.000 ạ. Tất cả hình cho. Tiếp theo là mã số 11. 11 là cần lục nha các anh. Cần câu lục carbon và 3m9. Cái này thì em thấy cái độ mới nước sơn cũng còn ok lắm nè các anh. 3m9 nha, cứng 25 ạ. Và khoen bát thì nó sẽ sử dụng toàn bộ là khoen bát hãng hết. Khoen bát hãng. Đây mà các xem nè. Đọt cần là đọt 2.8 ly nha các. 2.8 ly full carbon. Khoen hãng bát hãng. Độ mới nước sơn cũng tầm 85% cho mình luôn ạ. Tầm 85%. Ra thẳng các. Thẳng với lại nó có độ nảy. À, cái này căn câu lục bền với cả đầu cần thì khá là phù hợp nha. Lục bền đầu cần, và mình câu bạc bãi các, carbon thì nó sẽ vừa nhẹ vừa cứng, canh câu bạc bãi cũng rất là thích hợp ạ. Đọt 2 ly 8, trọng lượng của cần là 378g. Và mã cần câu số 11. Mã 11 giá cần 3m9 này là 590.000. 590.000, mã cần câu số 11 ạ, 590. Tiếp theo số 12. 12 sẽ là một cây cắm gốc có tới tận 3 ngọn nha các anh, của Ryobi ạ. Ryobi chiều dài 1m65. 1m65, độ cứng của cái ngọn đầu tiên là 50-80 nè, ngọn thứ hai là 80-100, rồi ngọn cuối cùng là 100-150 nha các anh. Tới tận 3 ngọn cho mình. Cây này các anh mua thì giá nó sẽ hơi hơn rất là nhiều, tại vì một cần mà mình được trải nghiệm tới 3 cái độ cứng khác nhau luôn nha. Trải nghiệm được 3 độ cứng. Và toàn bộ khoen là Fuji xứ xám, ngon lành hết, bát cũng Fuji luôn. Còn cắm gốc ạ, cán tay cầm, cán mút. Và thông số ngọn sẽ là 2 ly 6 này, 2 ly 8, 3 ly 5, trọng lượng 340g ạ. Trọng lượng 340g. Và cây này có mã số 12, giá còn là 890.000. 890.000 cây mã số 12 ạ. Tiếp theo 13 là một cây Alpha Tucker nha các anh. Cần 2 khúc, độ cứng tầm 50, kiên ngâm xong nha. Ngâm xong, lăn C hoặc là canh câu lòng bè đều ok này. Đò của nó em thấy cũng tương đối cứng, tầm 50-80. Với lại cần mới ken luôn á các anh. Hàng made in Japan, hàng nội địa Nhật, mới ken, độ mới 90% trở lên. Khoen thì sử dụng toàn bộ là Fuji xứ xám. Còn cái đầu bu alo của nó này, Fuji xích chống xoắn nha các anh. Fuji xích chống xoắn dây. Phôi lóng cực kỳ dài ạ. Alpha Tucker dài 2m1, cứng 50-80, bát Fuji, bát vạn, cánh tay cầm, cánh mút gọn. Và thông số ngọn cần sẽ là ngọn 2.4 ly nha. Cây này có trọng lượng là 158g. Mã cần câu số 13. Mã 13 790.000, mã 13 790.000 cây này. Tiếp theo 14 là một cây cắm gốc siêu nhẹ luôn các anh, nhẹ tê nè. Cây cắm gốc này dài 1m5 nha. 1m5 dòng short stick này. Đọt 1 ly 4, trọng lượng 90g ạ. Bát hãng bát vặn. Đọt 1 ly 4, vỏn vẹn có 90g, quá nhẹ luôn các anh. Quá nhẹ cái này. Ngâm bè này. Câu dạng cảm giác nha các anh. Câu cảm giác dạng cần cắm gốc ạ. Phôi carbon. Ngọn 1 ly 4 trọng lượng 90g và mã cần câu số 14. Mã 14 có giá là 430.000, mã số 14 có giá là 430.000 cái này. Tiếp theo 15 là cần câu lu nha các, cần câu lu máy đứng.
Cần luôn máy đứng 1m8, độ cứng ML và xuất xứ là Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Tẩm mồi từ 2-18g, tải cá thì được từ 4-12 lb. Khoen Fuji loại sứ đen, còn bát sẽ là bát hãng, bát vặn. Khoen Fuji sứ đen dạng khoen hai chân. Cái này thì thông số ngọn là 2 ly nha các, 1m8, độ cứng ML. Ngọn 2 ly trọng lượng là 106g ạ. 106g. Mã cần câu số 15 nha các, 1m8 cứng ML, mã 15, 420.000. Mã 15 giá là 420.000 ạ. Tiếp theo là mã 16. 16 thì có cây Shimano dòng Rockshox nha các. Shimano dài 1m8, độ cứng ML, tải mồi từ 7-18g, tải cá từ 6-14 lb. Và cây này nó là hàng China xuất thị trường Nhật, có mã code và có tem vàng đầy đủ hết luôn ạ. Nước sơn là màu xanh đậm đẹp nha, xanh đậm đẹp. Khoen toàn bộ là Fuji loại sứ đen hết nha các. Fuji sứ đen, bát hãng, bát vặn, cán tay cầm, cán mút ạ. Shimano 1m8 ML và thông số ngọn cần sẽ là ngọn 1 ly 7, trọng lượng 144g. Mã cần câu số 16 nha các. Cái này mã 16 và giá cần sẽ là 690.000. Mã 16 690.000 ạ. Tiếp theo là mã số 17 nè các. 17 cũng là một cây cần lu máy đứng luôn. 17 cây lu máy đứng dòng Beka Venus chiều dài 1m68 cứng L. 1m68 cứng L, tải mồi từ 5-15g. Bát hãng, bát vặn, cán tay cầm, cán gỗ vẫn còn nguyên nguyên cái siêu này, chưa bóc này. Còn nguyên siêu luôn. Độ mới 90% ạ. 1m68 nha các. 1m68 cứng L và ngọn cần là 1.6 ly, trọng lượng 95g. Trọng lượng 95g, độ mới cao. Và các bạn xoắn tiếp luôn. Và cần câu mã số 17. Mã 17 giá cần sẽ là 590.000 cái này, độ mới cao. Mã 17 590.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 18 ạ. 18 đêm có một cây cần là dòng MetroCraft nha các. MetroCraft chiều dài là 1m98 và cây này nó có độ cứng là L ạ. 1m98 cứng L. Tải mồi được 1/4 OZ nha các, là nó khoảng tầm 7g nha, 7g. Còn tải cá sẽ từ 4-8 lb. Và cây này nói chung các anh câu cá 8 lb thì cá 3-4 kg thoải mái nha các. Cá lóc, cá chẽm 3-4 kg thoải mái vô tư luôn. Zin từ alo xuống luôn nha, với lại độ mới nước sơn cũng còn được 85%, 85-90%. MetroCraft của China xuất thị trường nhờ cậu partner Fuji bắt vào. Và thông số ngọn cần 1 ly 6, trọng lượng là 106g nha, 106g. Và cây này có mã số 18, giá là 1.050.000. 1.050.000, mã cần câu số 18, cần câu lưu máy đứng ạ. Tiếp theo mã 19. 19 thì có cây 2 khúc hàng carbon chiều dài 2m4 ạ. Cần câu 2 khúc carbon 2m4. Cây này cứng là tầm 80 nha các, 80 trở lên. Câu câu biển được, đi tàu đi thuyền á, hoặc là các anh câu lòng bè cây này ok nha. Khoen Fuji sứ xám có phát quang ạ. Hàng carbon này, carbon của Kroya Carbon. Bát Fuji bát vặn. Thông số ngọn là 2 ly, trọng lượng 330g. Mã cần câu số 19 nha các. Mã 19 và giá cần sẽ là 550.000. Cây 2 khúc carbon mã 19 550.000. Tiếp theo mã số 20 là một cây Dawa dòng Ultra Kenzaki chiều dài 2m1. Hôm nay thì lên cả cặp luôn nha các, 2m1 và 2m4. Cặp cần Kenzaki của Dawa full fit đầy vọt. Đọt siêu to luôn, cây này là đọt tới tận là 6 ly nha các. Độ cứng của nó tầm là 250, cây này độ cứng cao 2m1 ạ. Fuji sứ xám toàn bộ hết. Chân khoen là chân biển luôn nha các anh, rất là chắc chắn, với lại nó chịu lực tốt cực kỳ. Đề ba là cái khoen chân quỳ nè, đề ba là khoen chân quỳ 2m1 Kezaki. Đọt 6 ly, trọng lượng 618g. Và mã cần câu số 20 ạ. Cái này có mã 20 nha các anh, Kezaki, và giá cần là 600.000 nha, 600.000 cái 2m1 này, mã số 20. Tiếp theo 21 là một cây 2m4, tương tự vậy luôn nha các anh, tương tự vậy luôn, nó chỉ khác về thông số thôi.
khôi là phô phiếp đúng không ạ? Phô phiếp. Bắt hãm bắt vặn này, cán tay cầm là dạng cán gỗ cho mình. Cô sang hàng đánh bạo lực nha các, nếu là câu đáy biển câu với những máy to, máy điện đồ này các thì rất là phù hợp luôn. Và cái này thông số ngọn cần là 4.4 ly, độ cứng tầm 150 nha các, 120 đến 150 cái này. Super Kenzaki 2m4 ạ. Ngọn là 4m4, trọng lượng 770g. Và mã số 21 ạ. Mã 21. Cây Kenzaki 2m4 này giá là 650, 650 cây mã 21 nha các anh. 22 là một cây cần câu dít cắm gốc dạng khoen xích gôn, cực kỳ đẹp, khoen 3 chân ạ. Fuji xứ xích chân khoen chân gôn. Kim cong nha các anh, 2m1, cứng 2XH. Tải mồi của nó sẽ là từ 1 lạng cho đến tận 3 lạng mồi nha. Tải 3 lạng mồi, còn tải cá thì trên dưới 30kg. Trên dưới 30kg cá, khoen Fuji xứ xích này. Còn dàn khoen là chương ca, khoen cao nha các anh. Khoen chương ca. Bát Fuji, gôn, bát vặn, cán tay cầm, cán mút ạ. Khoen 3 chân. Đòn to lắm các anh, cái này đòn tới tận 4.4 ly. Với lại cái phần ngọn này, đầu ngọn xuống tới tận gốc của ngọn luôn. Bên trong nó là đặt toàn thân nha. Đó, nên là nó chịu lực tốt lắm. Chịu lực, chịu tải tốt này các anh. Fuji xứ xích chân khoen chân gôn ạ. Phô carbon, dày dặn chắc chắn. 2XH và thông số ngọn cần 4.4 ly. Cây này nó có trọng lượng là 468g. Mã số 22, mã 22 và giá cần là 1.350.000, 1.350 cây này ạ, mã 22. Và tiếp theo mã số 23. 23 thì có một cây 7m2 nha các. Cần câu tay carbon, chỉ là cần 7m2. Có nắp chụp đầu cần đi kèm ạ. Và thông số ngọn cần thì em đo được khá là to, ngọn tới tận 1.8 ly nha các. Ngọn 1.8 ly. Ngọn to, phôi dày, độ cứng cao. Cái này cứng 16H trở lên nha các anh. Cứng được 6H. Chiều dài 7m2. Và trọng lượng của cái cần là 580g ạ. 580g, 7m2, cứng 56H nha các anh. Cái này ạ. Còn con tay hàng carbon 72 cho mình. Nắp chụp đi kèm đầy đủ luôn nha các anh. Có nắp chụp. Và mã cần câu số 23 nha. Mã 23, cái này giá là 1.350.000, 1.350.000, mã cần câu số 23. Tiếp theo 24 là em có cái cây này chuyên con bạch bãi nè các anh. Bạch bãi hiệu quả lắm. Đọt cũng nó to. Đọt còn to nha. Cái này là Shimano, Shimano Made in Japan cho mình ạ. Shimano Made in Japan, chiều dài cần là 4m5. Và tổng cộng hết tất cả là 4 lóng. 4 lóng đi kèm. Ngọn sẽ là ngọn 3.1 ly nha các. Ngọn cần 3.1 ly, ngọn to này. Chuyên câu bạch bãi nha. Chuyên câu bạch bãi. Vì đây là cần rút cho nên là cái khoen đó các là họ sẽ thiết kế như này. Để cái khoen rời nha, và thiết kế một cái nhỏ giống như cái bắp máy á các. Để khi nào các muốn gắn khoen vào mình câu thì mình kéo xuống này, mình gắn khoen vào. Nó vẫn rất là chắc chắn nha. Là thiết kế riêng của cần luôn. Tại vì đây là cần rút vào các, cho nên là những cái khoen to như này thì nó sẽ không rút vào được. Họ phải thiết kế cái bắp máy như vậy để căng gắn khoen vào nha. Bốn mét năm, bốn lóng tất cả ạ. Shimano Japan. Và cái này có mã số là 24 nha các. Mã 24, giá cần 490.000. Shimano Japan mã 24, 490.000 ạ. Tiếp theo mã 25, mã số cuối cùng là một cây cần câu lục carbon hàng 3 khúc nha các. 3 khúc phôi xoắn ít xoắn 40k toàn thân luôn. Cây này thì chuyên câu xa bờ. Câu tầm 80-90m, hoặc các anh có sức ném hơn nữa thì mình ném cả 100m vẫn được thoải mái nha các anh. Đọt to, độ cứng cao, độ cứng chuẩn nha. Đọt 3.8 ly. Đọt 3.8 ly. Không số sao thì thực tế của cần là nó như vậy luôn nha các anh. Khoen 3 chân, Fuji xứ
sứ xích, còn chương khuê là chương côn. Xoắn rất là đẹp nè, xoắn từ ngọn xuống tới gốc luôn, xoắn cả ba lóng nha các anh. Xoắn cả ba lóng. Bát thì sử dụng là Fuji FF7 giảm bắt đập ạ. Và cây này nó là phô của Thái Lan nha các anh, made in Thái Lan. Injector 4m25, cứng AX cứng 35 ạ. Và đo công là 3.8 ly, trọng lượng 558g. 558g. Và cây công mã số cuối cùng mã 25, giá của cây này là 3.150.000, 3.150.000, mã số 25 mã cuối cùng nha các anh. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các anh.